Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Hành động chặt đứt đường về Hoàng gia Anh của Hoàng tử Harry khiến ai cũng nuối tiếc. Hoàng tử Harry đã lựa chọn một loạt việc làm khác thường khiến nhiều người nuối tiếc. Việc làm này vô tình chặt đứt con đường trở về Hoàng gia Anh của anh. Nhiều chuyên gia chia sẻ, Hoàng tử Harry có thể mắc kẹt và đang gặp cú sốc lớn tại Mỹ. Trong khi Meghan Markle trở về với hào quang như cô mong muốn, cô có danh tiếng, có sức hút và cả môi trường như cá gặp nước, thì Hoàng tử Harry lại ngược lại. Sang Mỹ, anh không nghề nghiệp, thậm chí ngay cả tước hiệu dùng ngoại giao bảo vệ bản thân Hoàng tử Harry cũng chẳng còn. Một chuyên gia còn nhận định vì không học đại học nên cơ hội phát triển bản thân của Harry là rất khó. Anh còn chẳng có mối quan hệ bạn bè hay người thân thích ở Mỹ. Rõ ràng Harry đã không còn là hoàng tử vang danh như trước đây. Chưa hết, mới đây, anh không còn sử dụng họ của mình trên giấy tờ sau khi rời Anh để cùng vợ Meghan Markle đến sống ở Los Angeles, Mỹ. Trong các tài liệu cho liên doanh mới nhất của mình, công ty du lịch bền vững Travelist, Harry đã không sử dụng danh hiệu cao quý SOS theo lệnh của nữ hoàng và cũng không sử dụng họ Mountbatten Windsor. Thậm chí, Harry cũng không lấy họ West theo tước vị thân vương xứ West của bố, Thái tử Charles, như từng dùng trong thời kỳ đi học và phục vụ quân đội. Anh chỉ ghi Hoàng tử Harry Charles Evans Davis, công tước xứ Sussex. Hành động này của Harry vô tình chặt đứt con đường trở lại Hoàng gia Anh của mình. Qua việc làm của Harry, nhiều người nhận xét có thể anh muốn dứt tình với Hoàng gia và tìm cho mình một cuộc sống thật bình thường như bản thân mong muốn. Ngoài hành động của Harry, mới đây, chính quyền New South Wales, Úc muốn đặt tên chiếc máy bay chứa cháy của họ là Archie, nằm đánh dấu việc nữ công tước xứ Sussex tuyên bố có thai khi đang cùng chồng công du Úc hồi năm 2018. Tuy nhiên, khi giới chức bang này gửi lời đề nghị chính thức, nhà Harry Meghan đã lập tức từ chối. Trong thư hồi đáp, Hoàng tử Harry Meghan Markle cảm ơn chính quyền New South Wales bởi lời đề nghị tử tế này, nhưng lịch sự từ chối với lý do Archie chưa bước vào cuộc sống với những hoạt động vì lợi ích chung của xã hội. Việc làm này của cặp đôi cũng khiến nhiều người hoài nghi, vậy họ lấy tên của con trai để thành lập quỹ từ thiện để làm gì? Việc dùng tên Archie cho một chiếc máy bay chữa cháy hoàn toàn là việc thiện và xứng đáng với một quỹ từ thiện. Sự phản đối của cặp đôi khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và khó hiểu. It doesn't even matter.